mục đích là để cho người ta biết về thương hiệu của cùng. Sau đó chúng ta mới bắt đầu là quảng cáo. Thứ thứ hai là chúng ta quảng cáo lại những người này để chúng ta. Hoặc là họ có sở thích về quảng cáo online, hoặc là họ có sở thích về viral marketing. Và đồng thời người ta cũng phải là người mà đang làm quản trị viên cho mình. Đối tượng nhắn tin cho Đan này, đây là những người mà có khả năng mua hàng cao nhất. Rồi những người đã lưu trang của bạn này, thì cái này là ít. Cái này là người ta bây giờ ít khi lưu trang lắm. Thì chỉ có chúng ta sẽ học một cái kỹ thuật quảng cáo phá để chúng ta nhắm tới những người mà đang quan tâm tới sản phẩm, đang phát sinh vừa mới phát sinh nhu cầu. Và một nhóm người nữa đó là những nhóm người người ta dùng sản phẩm người ta không hài lòng. Cái bài chạy quảng cáo kích thích nhu cầu thì chúng ta sẽ nhắm tới những người đã biết về sản phẩm, đã biết về thương hiệu. Tại vì khi mà họ đã thì khi các bạn viết cái bài bán hàng, các bạn cần phải liệt kê hết những tiếp xúc của mình. Thì khi các bạn tạo ra bốn nhóm và các bạn dùng hình ảnh liên quan tới cái đối tượng mà các bạn đang chạy thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với cái việc các bạn chỉ dùng một hình ảnh mà các bạn chạy cho bốn nhóm người. Tức là thông qua nhiều bài quảng cáo, tức là họ bắt đầu tin tưởng các bạn dần, họ hình thành nên cái hình ảnh rất tốt đẹp về các bạn, và nó trở thành một cái gì đó rất là khó để được, một cái thương hiệu mạnh đối với một cái sản phẩm. Người ta lướt trên website, người ta lướt bất kỳ nơi đâu, người ta thấy một cái tông này màu xanh thì người ta nhận ra đây là cái design của brand, đây là cái sản phẩm của brand đấy. Thì khi mà các bạn dùng người ta xem video của thầy ở, người ta xem được 5 giây đầu tiên, người ta thấy không phù hợp, người ta bỏ qua. Thì nếu như mình để cái thông điệp ở phía cuối video thì họ sẽ bỏ qua thông điệp chính của các bạn. Cực kỳ cạnh tranh là có tới 30 người đang chạy quảng cáo tìm kiếm của các bạn, và các bạn muốn quảng cáo của mình luôn luôn hiển thị top, luôn luôn xuất hiện, luôn luôn đang chạy top.
lại xem. Dạ. Ai thì sai xong gửi lên cho lại xem thầy feedback nha. Ai làm chưa đẹp thì sửa lại cho đẹp nha. Đưa vào trong thiết kế để cho người ta hình dung về cái đối tượng đó nó chính xác. Ví dụ khi mà chị đã thử 30 ngàn một ngày, 30 ngàn một ngày, nhưng mà chị thấy có hiệu quả ngay luôn á. Ngay hôm sau là chị thấy là đã có người click vô xong rồi có người hỏi liền rồi. Ngày hôm sau nữa là có 4 đơn, chốt được 4 đơn này mà chị nghĩ cái đó.